chào mừng đại gia đình mua nhà đã đến với kênh YouTube Nhà Đất Bá Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn biệt thự nhà phố hiện đại, một căn biệt thự vô cùng đẹp tại trục đường chính Nguyễn Oanh thuộc phường 6 quận Gò Vấp nha. Một căn biệt thự với diện tích vô cùng khủng khiếp, ngang 7,5 m, sâu vào tới 21 m, thiết kế một trệt hai lầu theo phong cách nhà phố hiện đại nha quý vị. Căn nhà rất to, rất khủng và xây hai lầu, có tới 6 phòng ngủ, 7 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Một căn biệt thự diện tích khủng, ngang tới 7,5 m, sâu vào tới 21 m. Căn biệt thự rất to, rất khủng, rất là rộng rãi nha quý vị. Hướng chính là hướng Bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Đông Tứ Trạch nha. Một căn biệt thự rất khủng khiếp, rất to và xây theo mẫu hiện đại, tặng full nội thất lên tới 2 tỷ đồng. Và đường trước nhà là con đường 6 m, sát với trục đường chính Nguyễn Oanh. Cách đường Nguyễn Oanh có khoảng tầm 20 m thôi. Nhà mình thì rất là gần với trục đường Nguyễn Oanh, phường 6, đường thông. Và nằm trong khu nhà toàn bộ là biệt thự cao tầng, rất đẳng cấp, rất đẹp. Xe hơi xe tải đậu trước nhà. Và chúng ta cùng em di chuyển vào căn biệt thự phố nhà mình. Một căn biệt thự rất khủng khiếp, rất là rộng rãi. Và sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, khoảng sân đậu xe hơi và xe máy, khoảng sân vườn rất là rộng rãi. Nhà này thì anh chị có thể đậu vừa 3 cái ô tô nha anh chị, đậu vừa 3 chiếc xe hơi ô tô, đậu thoải mái trong nhà. Đây, bên này đậu một cái này, bên đây đậu hai cái. Đấy. Một căn biệt thự diện tích khủng, ngang tới 7,5 m, sâu vào 21 m. Và xây dựng theo phong cách hiện đại, có hai lầu thôi. Đấy, xây dựng rất đẹp, rất sang, rất đẳng cấp, rất xịn sò. Chỉ chờ anh chị đến mua thôi. Hướng chính Bắc nha quý vị. Căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khoảng sân vườn. Chủ nhà bố trí đây là cái khu vực ngồi nghỉ mát. Đấy. Ở bên này thì có một bộ cửa gỗ đỏ, khóa vân tay. Phía trong đây sẽ là không gian phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách của anh chị thì cực kỳ rộng rãi, cực kỳ thoáng nha. Sẽ được ốp sàn gạch 1m260. Và tặng lại một cái đàn piano này. Có luôn sofa, kệ tivi. Phía trong thì có tivi màn hình cong 75 inch. Và một cái máy massage xoa bóp chân tay. Đây, một căn biệt thự rất khủng khiếp, rất to, rộng. Và nhiều phòng ngủ nha quý vị. Có tới 6 phòng ngủ, 7 toilet. Và phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau. Căn nhà mình chỉ có 2 lầu thôi. Nằm ngay tại trục đường Nguyễn Oanh, phường 6. Sát bên với ngã năm chuồng chó. Cách ngã năm chuồng chó có 500 m thôi nha. Căn biệt thự giá rẻ. Và đang được chủ nhà chào giá bán là 20 tỷ 900 triệu đồng. Vẫn còn thương lượng mạnh, bớt mạnh tiền tỷ nha quý vị. Căn này giảm chắc cũng phải mấy tỷ nha quý vị. Nên anh chị nào nếu mà thích nhà biệt thự ở khu vực gần ngã năm chuồng chó, chúng ta hãy nhanh tay gọi ngay về tới Nhà Đất Bá Hưng để được đi xem ngay căn nhà này. Và anh chị đến thì chúng ta có thể thoải mái trả giá luôn. Cầu thang đúc rộng 90, ốp đá kim sa trắng và chạy đèn led. Khu vực phòng bếp này thì sử dụng tủ bếp của An Cường, có một cái tủ lạnh sáp hai cánh, bàn ăn sau ghế và có bếp điện từ, máy hút khói. Trên bố trí quạt trần tích hợp đèn chùm. Căn nhà thì rất rộng rãi, rất thoáng và to, rất là mát luôn. Căn này chúng ta mua về ở làm văn phòng công ty hoặc mua nghỉ dưỡng, nghỉ mát, mua cho bồ nhí đều được hết nha quý vị. Phía sau này có trừ lại 2 m để chúng ta làm khoảng giếng trời, làm khoảng sân vườn sau. Chị có thể để máy giặt ở đây, giặt phơi đồ phía sau này được luôn. Nuôi chó, nuôi mèo thoải mái nha. Giá bán chỉ có 20 tỷ 900 triệu đồng, vẫn còn thương lượng mạnh, bớt mạnh tiền tỷ nha quý vị. Bớt mấy tỷ cũng được. Đấy, anh chị đến xem đi, chúng ta thoải mái trả giá nha. Căn biệt thự rất rộng rãi, rất là khủng khiếp, ngang tới 7,5 m, sâu vào 21 m. Có sân vườn. Đường trước nhà thì rộng khoảng tầm 6 m, hẻm một xẹt sát đường chính Nguyễn Oanh, phường 6 Gò Vấp. Và sát bên với ngã năm chuồng chó nha. Bên này sẽ là khu vực gara đậu ô tô, ốp sàn gạch và có cửa cuốn ra phía ngoài, đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ. Anh chị nào nếu mà muốn mua, quan tâm, muốn sở hữu căn biệt thự khủng này, hãy alo trực tiếp về tới em Hưng. TV màn hình cong 75 inch, rất là lớn, rất là to, khủng khiếp.
full nội thất 2 tỷ đồng. Cầu thang thì ốp đá kim sa trắng và chạy đèn led. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1 phòng ngủ 1-2 nha. Ở giữa thì sẽ có sảnh chờ. Toàn bộ khóa cửa nhà mình là khóa vân tay, có bấm số, có thông minh và có luôn thẻ từ. Có tặng tivi 65 inch ở phòng ngủ luôn này. Bố trí giường 2m kèm với nệm, tủ quần áo, kệ tivi. Trên thì có đèn chùm, dưới thì được ốp sàn gỗ nha mọi người. Một căn nhà siêu khủng khiếp. Giá thương lượng mạnh, thoải mái trả. Anh chủ nhà đang thở oxy, cần trả gấp thôi. Ôm tới 10 căn nhà bán, toàn bộ là nhà biệt thự đang ngồi ngáp. Nên là anh chị khách hàng nào muốn mua, hãy gọi ngay trực tiếp về Tem Hưng để được đến đây và được bên em đạp giá tốt cho anh chị mua nha. Một căn biệt thự khủng khiếp. Phòng rất là rộng, rất là khủng nha quý vị. Cửa sổ bên hông. Giá còn thương lượng mạnh nha. Thoải mái, chúng ta trả xuống vài tỷ cũng bán nha anh chị. Đấy, căn nhà rất to. Chúng ta vừa xem khu vực phòng ngủ số 2. Toilet thì có bồn cầu khối quả trứng này. Vòi tắm bằng inox đen, gạch ốp cao lên đụng trần. Phía bên này là phòng số 3, số 4 nha. Lầu 1 chúng ta sẽ có, lầu 1 sẽ có 3 phòng. Đấy, mỗi phòng mỗi toilet riêng, ốp sàn gỗ, giường 2m. Trên có đèn chùm. Máy lạnh mới Daikin. Và đặc biệt thì nó có cửa sổ ra phía sau. Toàn bộ sử dụng khóa vào phòng ngủ là khóa thông minh. Đấy, căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp, xịn sò nguy nga. Toilet rất là rộng. Anh chị khách hàng có nhu cầu mua hãy gọi ngay. Gọi ngay để được sở hữu một căn biệt thự diện tích khủng ngay đường Nguyễn Oanh, phường 6 Gò Vấp, sát với ngã năm Trường Chó nha. Và chúng ta hãy nhớ thả like, bấm chuông, đăng ký kênh. Căn nhà rất khủng khiếp, rất đẹp, rất đẳng cấp. Ở lầu 1 thì có cái khoảng sân thượng ở đây. Ta có thể trồng cây thoải mái. Đấy. Căn biệt thự diện tích to. Tiến lên trên sẽ là khu vực lầu 2. Phòng số 5, số 6 và phòng sông hơi, phòng thờ, sân thượng trước sau. Tới 7 nhà vệ sinh. Đây là phòng số 5 này. Có cửa sổ phía sau luôn nha. Giường nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh, đèn chùm đầy đủ hết luôn. Nhà rất đẹp, rất đẳng cấp, rất là sang xịn mịn. Cực kỳ là đẹp, to, khủng khiếp nha. Vị trí ngay đường Nguyễn Oanh sát với ngã năm Trường Chó. Đây là khu vực toilet ở trên lầu 2. Đấy, có bồn cầu khối, vòi inox và gạch ốp cao lên đụng trần. Phía sau đây sẽ là khu vực phòng giặt sân phơi. Cầu thang sắt di chuyển lên trên đã được làm khung sắt đầy đủ hết rồi. Rất là ngon. Rất ngon luôn nha quý vị. Đấy. Bên này chúng ta sẽ có một cái phòng tắm, phòng sông hơi. Có bồn tắm nằm, có khu vực sông hơi khô. Đấy. Đẳng cấp luôn nha. Và ở đây sẽ là không gian phòng số 6. Ở đây thì phòng số 6 đang để là phòng ngồi thiền nha. Nếu nhà nào đông thì chúng ta cũng có thể bố trí làm phòng ngủ được luôn. Phòng thiền, phòng tập gym. Đấy, yoga, thể dục, thể thao. Với một căn nhà diện tích to, khủng khiếp. Bên này sẽ là phòng thờ. Có ban công đường trước. Căn nhà rất là to, rất là khủng. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà đẹp này, hãy alo trực tiếp về Tem Hưng. Đấy, căn nhà rất to tướng luôn, giá rẻ. Và video của Em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.